Thưa quý vị, lễ hội A Gia Công mang ý nghĩa Tết Cơm Mới là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào dân tộc Paco ở vùng cao A Lưới. Nhiều năm nay, lễ hội A Gia Công đã được chính quyền địa phương và người dân bảo tồn, gìn giữ, ngày càng phát huy giá trị trong đời sống tinh thần của nhân dân. Và một tin rất vui đối với đồng bào là hiện nay lễ hội này cũng đang được các cấp ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ để sớm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. Phóng sự sau mời quý vị cùng tìm hiểu thêm những nét đặc sắc của lễ hội văn hóa dân gian truyền thống này. Lễ hội A Gia Công đón Tết Cơm Mới là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Paco huyện A Lưới. Lễ hội là dịp thể hiện lòng thành kính biết ơn đến các vị thần linh đã che chở để mùa màng tốt tươi bội thu, tạ ơn đến các mẹ giống cây trồng, đặc biệt là mẹ lúa đã nuôi lớn con cháu từ thế hệ này sang thế hệ khác trưởng thành. Đây là dịp để mọi người dân con cháu làm ăn xa có cơ hội tề tựu lại bên nhau đón lễ A Gia với gia đình làng bản. Đây là lễ hội quan trọng của đồng bào Paco, là dịp để con em trong gia đình đoàn tụ thể hiện lòng biết ơn của đồng bào với thần linh. Là lễ truyền thống của mừng lúa mới này, toàn bộ là giống như cây trong vật nuôi. Đoàn tụ nối ngoại trong một năm mình làm ăn, đến cuối năm là mời nối ngoại cũng đi dự nơi nhà mình để mà mừng vì được bội thu. Để thực hiện lễ hội A Gia, thôn bản chuẩn bị mâm cúng dâng lên cho giàng gồm gà, heo, rượu mía, rượu cần, cơm trắng, bánh nếp. Tất cả thực phẩm đều gắn liền với đời sống người dân nơi đây. Phần nghi lễ sau khi được tổ chức tại gia đình được các dòng họ đưa đến nhà mòn để làm lễ. Tại đây, các gia làng, trưởng họ tiến hành các nghi lễ như lễ tẩy rửa, lễ chuẩn bị, lễ mới mẹ lúa, lễ cúng giống cây trồng, cúng giàng. Trong không khí linh thiêng của buổi lễ, gia làng tiến hành các nghi thức cảm ơn những vị thần linh bảo hộ dân làng cũng như cầu mong một mùa cơm mới no ấm vui tươi. Đây là những nghi lễ mang một ý nghĩa rất đặc biệt với bà con nơi đây. Lễ vật của A Gia, dân tộc Paco, gà, lợn, heo, cá, chuối, nếp đầy đủ rồi rao ràng trên rừng về chứ không phải bên chợ. Lễ hội này để ăn mừng trong cái năm cũ, trong lúa, trong chanh, trong ngô các thứ, để mừng trong cái năm cũ và xin trong cái năm mới, xin cái hương là để pha đạt hơn cái năm cũ. Lễ hội năm nay, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã tiến hành sưu tầm tư liệu, nghi lễ truyền thống, điệu múa để hoàn thiện hồ sơ công nhận lễ hội A Gia Công là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia, đồng thời tiến hành cả biện pháp bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa của lễ hội này. Ở đây thì thể hiện cả ba yếu tố: yếu tố về trang phục, yếu tố về trình diễn và yếu tố về âm nhạc truyền thống. Đây là những giá trị hết sức cần thiết để hình thành nên bộ hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận cái lễ hội này là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. Huyện sẽ tiếp tục bảo tồn lễ hội A Gia và xem đây là hoạt động truyền thống hàng năm của các làng, các bản và toàn huyện, và sẽ đưa lễ hội A Gia vào ngày hội văn hóa thể thao du lịch để vừa bảo tồn văn hóa vừa phát triển du lịch. Việc phục dựng và bảo tồn nguyên bản lễ hội A Gia Công không những làm sống lại bản sắc đồng bào A Lưới mà còn góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc cùng nhau gìn giữ và lan tỏa những nét văn hóa độc đáo vốn có của đồng bào nơi đây.